Chuyện thứ nhất, tham hơn. Có hôm bác ghé am của đứa cháu, thấy trên vách có ghi: kiếp sau xin chớ làm người, làm thân sen báo bên trời Tây Phương. Nhiều người khen hay, bác nói: tu mà tham quá. Nêu chuyện trên, dụng ý đưa ra vài dữ kiện để suy tư với cả hai chiều định lý, hầu tìm một lối thoát chính xác cho khỏi cảnh kiến kia miệng chậu bồ quanh, tưởng xa nhưng chẳng khỏi dành chậu u. Tác giả thấy mình quanh quẩn mãi, chưa ra khỏi vòng đai dị ngã, nên nêu lên đề tài tham hơn, ngầm mong một sự xót thương chung. Chuyện thứ hai, Phật Bà hóa hiện. Bác hai thích thực tế, không ưa chuyện mơ hồ. Bác có quen mấy cháu ở miền Tây, những người niệm Phật kiên trì lắm. Họ tự quy định ngày niệm mấy muôn, nếu thiếu phải thức khuya dậy sớm niệm bù lại. Một hôm có dịp, bác nói với các cháu ấy: không rõ cơ duyên làm sao mà bác lại niệm Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều hơn là niệm Phật. Một cháu hỏi: ông hai ơi, con nghe người ta nói niệm Quan Thế Âm hay thường nằm mộng thấy Phật Bà lắm, vậy ông có mộng thấy Phật Bà lần nào không? Bác đáp: à không, ông không chiêm bao gặp, mà có gặp Phật Bà hiện ra ban ngày ở Long Xuyên. Cô bé tỏ vẻ ngạc nhiên, mở to mắt nhìn bác. Bác kể tiếp: hôm ấy khoảng 3-4 giờ chiều, chiếc xe Long Xuyên Cái Dầu sắp rời bến, nhưng có một băng chưa đủ người. Vì có một ông cùi ngồi nên còn hai chỗ không ai chịu ngồi cả. Lẽ ra với số khách đó cũng đủ cho xe rời bến, nhưng vì dưới bến còn khách nên lơ xe tìm cách chở đủ số lượng. Bác Tài lại thương thuyết gì đó với ông cùi, nhưng ông tỏ vẻ bất bình không chịu. Sau cùng chú lơ xe lại đôi co: ông đi làm tôi mất hết hai chỗ ngồi. Mấy cháu biết không, ông cùi đáp vậy nè: việc đó đâu phải lỗi tại tôi, người ta không đi mặc họ, tôi đi trả tiền đủ thôi chứ. Chú lơ xe bèn cáo lên: ông xuống xe đi xe khác đi, tôi cho tiền xe ông. Ông cùi lại đáp: tôi cần về nhà chứ không cần tiền, nếu ai cũng nói với chú thì tối nay tôi ngủ ở đâu. Không giải quyết được, tài xế và lôi xe lằng nhằng hoài, hành khách nhốn nháo nữa. Ngay lúc ấy, một cô hành khách ăn mặc rất đẹp đứng dậy nói: để tôi giải quyết cho. Chú lờ xoay lại hỏi: bộ chị chịu trả thêm hai chỗ ngồi này nữa hả? Không cần, tôi giải quyết ổn thôi. Rồi cô đến bên ông cùi và nói: thưa bác ngồi sát vô, con ngồi kế bác là xong. Cô vừa ngồi xuống bên ông cùi, một người ngồi bên cạnh cô và một người khác đến ngồi ghế cô vừa bỏ trống. Rồi xe rời bến, bác chứng kiến sự việc nãy giờ, bác tự nhủ: lẽ ra cái việc làm đó là việc của bác, nhưng vì bác chờ xem, ngờ đâu cái cô ăn mặc đẹp kia giải quyết đẹp quá xa. Đến đây bác kết thúc câu chuyện. Cô gái ăn mặc đẹp kia là hiện thân của Phật Bà. Cháu bé lên tiếng ngay: con thà trả thêm hai chỗ ngồi nữa, chứ không thể ngồi như vậy được. Bác nói: Phật Bà ngồi mới được, chứ cư sĩ như bác ngồi không có được đâu. Chuyện thứ ba, Phật đi nhờ. Bác hai có chiếc ghe độ 60-70 dạ mà mấy cháu mượn đi mua bán chuối ở Long Xuyên. Bến chuối thì nhỏ mà ghe chuối rất đông, chiếc nào đến sau phải đậu ngoài chờ trống mới chen vô được. Ghe chuối nào cũng có 5-7 buồng chính cần giải quyết sớm. Có ghe đến đậu sau ghe bác, chủ ghe hỏi đi nhờ trên mua ghe mình để đem chuối chín lên, bác đồng ý. Ghe bác nhỏ đậu cạn mà gánh chuối đi trên mui nên rúng ghe lắm. Mấy cháu than: đi vậy tụi con thấy cũng xót ruột lắm, đành rằng ghe của bác cho người ta đi nhờ,
nhưng cũng tại tụi con mượn đi buôn nên mới có cảnh này. Bác đáp: Thôi kệ, ráng giúp người ta trong lúc ngặt, còn ghe mình sớm hay muộn gì nó cũng phải hư thôi. Mà Phật đi đó chứ, đâu phải người phàm đâu. Mấy cháu hiểu ý nên cùng mỉm cười. Chuyện thứ tư, Đặng Chài Đặng Chì. Cô bé, cô tên là Bé, ở Long Xuyên là cư sĩ tại gia. Cô có hứa với mấy chị bạn, mấy cô này cất am tu theo hạnh xuất gia, là để cô thu xếp việc nhà rồi sẽ cất am gần với mấy chị đặng tu. Hôm nọ cô bé gặp bác hai bèn hỏi ý kiến. Con muốn cất am tu, chú hai thấy sao? Bác hỏi lại. Gia đình cháu khá không? Anh em nhiều ít? Cha mẹ có còn không? Cô đáp. Nhà có ăn, cha mẹ còn đủ. Anh em có ít người mà ai cũng dành nuôi cha mẹ hết. Ý cô muốn nói rằng cô rất rảnh, khỏi lo tiếp gia đình. Bác hai thì không có lập trường là phải tu tại gia, tu am hay tu chùa gì cả. Nhưng vì cô bé nói anh em cô ít người mà ai cũng dành nuôi cha mẹ hết, nên bác mới nói. Ủa, sao người ta không tu mà biết dành nuôi cha mẹ, còn mình tu mà không biết dành nuôi? Thế là cô bé bỏ ý định cất am. Ít lâu sau mấy cô cư sĩ rủ cô bé cất am hôm nọ đó, mời bác hai ghé am mấy cổ chơi. Sau khi cơm nước và đàm luận một lúc lâu, mấy cô mới nói. Nhờ anh hai giải thích dùm cái hiếu thế gian và cái hiếu xuất thế gian. Chèn ơi, hồi nào tới giờ tôi không phân chia cái hiếu ra như vậy nên không có biết. Theo ý tôi thì con người làm cách nào đó để đền ơn cha mẹ là người con có hiếu. Mấy cô nói. Có người quan niệm phải xuất gia tu hành đắc đạo để cứu vớt cha mẹ. Vậy anh thấy sao? Bác đáp. Cái đó quý vô cùng. Chuyện thứ năm, hạnh phúc trong tầm tay. Ông giám nhà ở trong ngọn, dạy học ngoài giàm và ở luôn bên vợ ngoài ấy. Bữa nọ chiếc tàu đò trong ngọn chạy ra, dừng chậm chậm ngay trường học, có một người thò đầu ra hỏi to. Có thầy A đó không? Lũ học trò đáp. Vẫn có, thầy A chưa tới. Thầy A chưa đến. Vậy báo tin gấp cho ông hay, má ông chết rồi. Tàu mở máy chạy luôn. Học trò quả tóc chạy cho thầy hay. Ông giáo quýnh quán báo cho gia đình bên vợ và ban giám hiệu. Ai nấy vội vàng đi mua đồ phúng điếu. Riêng thầy A đạp xe chạy thục mạng về trước, lòng buồn vô hạn. Ông đinh ninh từ nay đã mất mẹ rồi. Về tới nhà, xe vừa quẹo vô tới cửa rào, thấy mẹ xách hai thùng nước nhỏ tưới trầu. Ông quăng ngay chiếc xe, nhào lại ôm mẹ kêu. Trời ơi, má, 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 má. Bà già ngạc nhiên hết hồn, không biết vụ gì mà con bà ôm chặt lấy bà với nước mắt ràn rụa và cứ kêu má mãi. Hồi lâu ông giáo mới biệu bạo. Vậy mà ai ác ôn nhắn tin con nói má chết rồi. Lát sau bên vợ ông giáo và mấy thầy cô đồng nghiệp chở đồ phúng điếu vô đến, hay rõ sự việc ai nấy cười ngất. Sẵn đồ đạc thôi thì họ làm một bữa tiệc ăn mừng. Bấy giờ ông giáo rất vui, ông không oán trách kẻ trát mình vì vụ chơi khăm vừa qua giúp ông nhận được bài học quý. Mẹ còn là nguồn hạnh phúc lớn lao, chớ có thờ ơ uổng phí. Chuyện thứ sáu, cảm nhận. Có một cháu hỏi. Bác hai, câu thành ngữ máu ai thơm thịt nấy là sao hả bác? Thì
mẹ thì rất thương con. Có khi con bò cho dưới đất mặt mày lem luốc mà mẹ vẫn ẩm bồng hôn hít một cách ngọt ngào, thơm lắm. Máu ai thơm thịt nấy là vậy. Các câu tục ngữ luôn luôn ý nghĩa rất sâu xa, mà câu này con nghĩ mãi thấy nó cũng tầm thường, có gì đâu. Nay bác nói con mới nhận ra đó. Cái đầu không biết đâu, trái tim mới nhận được. Chuyện thứ bảy, tụng niệm cái nào hơn? Một ông bạn hỏi bác hai: theo ý anh tụng niệm cái nào hơn? Bác trả lời: hai cái đó chẳng có cái nào hơn cái nào hết. Hơn kém do sự dụng tâm của con người. Nếu mình niệm Phật mà thấm nhuần các đức từ bi hỷ xả của Phật và đem ứng dụng vào đời sống, cái tác dụng đó mới đáng kể. Còn tụng kinh mà hòa nhập cuộc sống sát với nghĩa lý trong kinh thì sự tụng kinh ấy mới có giá trị. Ngược lại, nếu niệm Phật mà không thể hiện được đức từ bi hỷ xả của Phật, tụng kinh mà không thấu được nghĩa lý, không sống khế hợp với lời dạy trong kinh, cũng như trả bà vậy thôi. Tóm lại, do dụng tâm đúng sai mà có hơn kém, chẳng phải do tụng hay niệm đâu. Ông ấy hỏi tiếp: theo tôi nghĩ, mình khởi tâm muốn niệm Phật là động, niệm 5-10 tiếng rồi khởi tâm niệm Phật thêm là động nữa, vậy có phải động không? Bác hai đáp: đúng rồi, khởi tâm niệm Phật là động. Nhưng thí dụ nhà hàng xóm gặp tai nạn nguy cấp, mình lo lắng cứu giúp lăng xăng thì đó là động mà lòng mình cảm thấy bình an. Đó là động mà vẫn tịnh. Lại có khi mình ngồi không, chẳng làm gì hết, lại không an. Ta nên nhận chân lẽ động tịnh. Chuyện thứ 8, sống chết là một. Có người hỏi: bác hai, bác hai, sống chết là một là sao hả bác? Bác đáp: mỗi một ngày qua có thể nói mình sống thêm được một ngày, hay bảo rằng mình đã chết đi hết một ngày cũng đều đúng. Chuyện thứ 9, xin một lời khuyên. Có mấy cháu đến nhờ bác dạy cho những kinh nghiệm tu hành. Bác trả lời: bác chẳng có kinh nghiệm gì hết, chỉ coi kinh mà tu như mấy cháu vậy thôi. Mấy cháu năn nỉ: bác hai, thôi thì bác cho cháu một lời khuyên đi. Bác nói: việc tu hành đều quan trọng là phải thành thật với chính mình. Nếu không thành thật với mình thì không thể tu được. Với người đôi khi ta có thể giấu được. Vì sao? Bởi có những sự thật không nên nói, vì nói không có lợi. Chuyện thứ 10, khỏi chỉnh. Bác có người bạn trường chay, vừa sắm thùng suốt lúa mướn. Có lần bác ghé thăm chơi, xem việc làm ăn của bạn có khá không. Ông bạn ấy than thở: làm kiếm ăn được, có điều từ hôm suốt lúa mướn đến nay tôi hay nổi sân quá chừng. Nhiều cái tức lắm á. Anh coi, 2-3 chủ ruộng qua đây kéo tiếp thùng suốt đến đất của họ đặng suốt. Đến nơi có một bà đó đòi phải suốt cho bà trước, vì bà bận việc nhà, bà cử nữ gian dội rồi. Tức quá trời tôi la lên: bộ bà là mẹ người ta hả? Đẩy thùng qua mệt muốn chết bà không tiếp, giờ dành suốt trước. Anh thấy đại loại như vậy, theo máy suốt riết rồi tôi hung dữ lắm rồi. Anh ở lại chơi rồi chỉnh với tiếp giùm tôi nha. Bác trả lời: thôi được rồi, khỏi chỉnh, cứ để như vậy đi. Người ta gặp ai ăn chay trường họ mới ngán, không dám ăn hiếp đâu. Chuyện thứ 12, về Tây Phương. Một lần nọ bác về viếng chùa Tây An và thăm mấy cô cư sĩ tu thuở trước. Lâu quá mới gặp lại, ai nấy đã già cả hết rồi. Mấy cô mừng bác và trách: sao lâu ghê bác không về đây chơi? Thỉnh thoảng bác ghé qua để khuyến thấn tụi tôi tu tiến, đặng có về Tây Phương, chứ ở cõi ta bà này nhiều chuyện bực ơi là bực. Bác nói: thôi về trển làm gì,
ở trần này mà biết thương yêu tha thứ và đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau cũng vui rồi. Về Tây Phương mà người ngồi cao người ngồi thấp rồi thấy nguýt lẫn nhau cũng vậy hà. Chuyện ba phải làm biến tu được không? Có một cháu gái hỏi. Con làm biến chắc tu không được hả ông? Bác trả lời. Ờ, làm biến tu là khỏe nhất. Ông cũng tại làm biến mới tu á. Lo gánh vác gia đình, vợ con đau đói, làm ăn thắng thối lỗ lời, mệt chết. Làm biến nên mới chọn đường tu là đúng rồi. Hay lo quá tu được không? Một cháu thợ may hỏi. Con tánh hay lo bá ban vạn sự, lu bu chắc tu không có được quá chú. Bác trả lời. Tánh hay lo tu được lắm cháu. Thứ đặng không mừng mất không lo mà tu gì. Hay lo là tu được, cứ tu đi. Hèn chi người ta bảo chú là ông già ba phải, cái gì cũng được cũng phải hết. Chuyện thứ 13, thét thẳng con đường. Có cô ở Long Xuyên, tu lâu rồi mà thường gặp chuyện buồn phiền, bức rứt trong lòng. Gặp bác, cô ấy hỏi. Anh hai à, không hiểu sao tôi tu mà cứ gặp chuyện lu bu hoài không yên. Bác trả lời. Tại cô chưa thét thẳng con đường. Cô làm thinh, mấy tuần sau gặp lại cô nói. Hôm trước anh nói mà tôi không dám cãi, vì xưa nay anh nói ít trật lắm. Nhưng việc này tôi nghĩ mãi chưa ra. Tôi thì đã quyết tâm tu từ lâu, nguyện dù bỏ thân chứ không bỏ đạo. Mà anh bảo tôi chưa thét thẳng con đường là ý làm sao? Chỉ cháu nội của cô ấy, bác đưa ra thí dụ. Nè, như đứa nhỏ bò ra lan can nhà phía sau mấy sông sắp té, cô thấy vậy gấp rút ra bồng nó lên. Lúc ấy những chướng ngại vật như là cây củi, bàn ghế, ly chén gì đó nằm ngổn ngang giữa đường đi, cô bước tránh nó dễ dàng rồi ra ẩm cho kịp đứa nhỏ, chứ không cảm thấy bực dọc và rầy la như thường ngày. Cô tu mà không thét thẳng con đường nên còn bận bịu vô số vấn đề vặt vãnh không đâu, không hỷ xả, cứ ôm đồm đủ thứ nên cô luôn luôn gặp phiền não là vậy á. Chuyện thứ 14, tầm đạo kiếm bài. Một hôm bác nằm ở nhà người quen đọc quyển Khuyến Thiện, đọc đến đoạn thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Cô gái của chủ nhà ở đâu dưới bếp chạy lên hỏi. Bác hai, kiếm bài gì ở đâu bác? Bác nói. Thì bài đang học đây nè. Bác nói xong vừa vạch vạch quyển kinh. Cô nói. Con hỏi thiệt mà. Bác trả lời. Thì bác cũng nói thiệt mà. Con nghe tiếp vài câu nè. Sách Khuyến Thiện miệng kêu không ngớt, mà nào ai có thức dậy tầm. Đây là bài học trong tay mình, hãy ráng tìm cho hiểu lý để tu hành, đừng mong ngóng diễn vong, phải không con? Cô gật gật đầu chạy tuốt xuống bếp. Chuyện thứ 15, tu không tiến. Có cô cư sĩ hỏi. Chú hai ơi, sao tu hoài mà không thấy tiếng? Bác nói. Về kiếm chuyện gây lộn một trận với người ta tơi bời thì nó tiếng hả? Cô tưởng nói chơi nên lặp lại câu hỏi một lần nữa. Bác trả lời y như vậy rồi thôi. Vài tháng sau gặp lại cô nói. Hôm hổm chú nói, nay con đã biết rồi. Bác cũng không hỏi xem cô hiểu biết ra sao. Sở dĩ bác trả lời với cô ấy như vậy là vì thấy cuộc sống của cô rất bằng phẳng, êm đềm, không có đụng chạm, chẳng có gì để thắc mắc suy tư, để sôi rội lại lòng mình. Chuyện thứ 16,
Thử lòng. Có mấy cháu gái đến chùa Từ Quang tu học một thời gian. Trong chùa có bà Năm cũng vào chùa tạm trú để niệm Phật. Bà Năm rất khó tánh, không ai biết làm sao mà chiều theo bà được. Bà thường rầy la trách cứ các cháu, nhất là mấy đứa cháu gái, rằng chúng nó phiền muộn than thở mãi. Ông trụ trì chùa thường xuyên khuyên răn bà, nhưng tre già khó uống. Bác Hai thương xót các cháu vì mến mộ đạo đức mới đến đây học hỏi mà phải chịu cảnh rây rứt buồn phiền này. Một hôm bác đến am mấy cháu để khuyên nhủ: người tu nhờ những cái bất như ý, những sự gia chạm khó khăn để có dịp sôi rỗi lại lòng mình mà tu sửa. Mình tu không lẽ ra ngoài sớm chọc cho thiên hạ mắng mình để mình tu? Thôi, sẵn có bà Năm rắc rối ở đây, mình tu với bả đi, khỏi mất công chọn người khác. Nhờ lời khuyên có vẻ tiêu tiếu đó mà mấy cháu mát mẻ suốt thời gian tu học ở chùa. Mỗi lần bà Năm rắc rối rầy la chuyện gì đó thì mấy cháu nhìn nhau cười cười là hết chuyện. Chuyện thứ 17: Tự do và trói buộc. Có người thắc mắc, làm phước thiện mình có bị trói buộc bởi phước báo của mình không? Bác nói: mình được tự do trong nghiệp lành chứ không được tự do trong quả ác. Thí dụ số mình được phước báo mạnh khỏe sống lâu mà mình không muốn sống thì cứ tự giận đi. Hay mình đang giàu có mà không muốn giàu thì có quyền bỏ đi dễ dàng. Ngặt cái là mình đang đau ốm hay nghèo khổ mà mình không muốn cũng chẳng được. Vì lẽ đó mà chư Phật tổ dạy mình phải làm lành làm phước là vậy á. Nghiệp lành đã không trói buộc được mình mà nó còn giúp mình tiến nhanh trên đường đạo nữa. Chuyện thứ 18: Sạch vọng chết còn gì. Ông giám có xem qua quyển Tòng Lâm Cổ Tích của bác Hai, ông giám thích lắm. Một hôm ông giám ghé thăm người bạn của bác, cười nói: tôi tin tưởng bác Hai như sanh, kiếp này sẽ sạch vọng. Người bạn kia kể lại cho bác nghe, bác cười nói: người ta sống nhờ có ba cái vọng, sạch vọng chết còn gì. Ít lâu sau gặp ông giám, bạn bác thuật lại câu nói trên của bác. Nghe qua, ông giám cười nói: bác Hai nói vậy tôi hiểu, kính gửi bác một thôi. Thank you.
Chuyện thứ 19. Bình thiên không bình địa. Một cô hỏi: Mình thương con cháu đồng như nhau, nhưng sự lo lắng giúp đỡ không đồng, vậy có bất công không? Bác hai đáp: Không có bất công đâu. Tình thương như nước, bình thiên không bình địa, có nghĩa là bằng mặt trên chứ không có bằng mặt dưới. Mặt nước tuy phẳng nhưng đá nước chỗ sâu chứa nhiều, nơi gò nóng chứa ít nước hơn. Con cháu mình thương đồng, nhưng đứa nào khờ khạo tật nguyền tìm lo cho nó nhiều hơn đứa khôn ngoan dỗi dắn. Phật cũng vậy, người thông minh trí tuệ Phật chỉ dạy vài ba lời thôi, còn kẻ hạ căn kém trí tuệ Phật phải dạy dỗ đủ điều, thậm chí phải hy sinh chịu gian khổ dùng mọi phương tiện để giáo hóa. Chứ Phật đối với chúng sanh tình thương vẫn bình đẳng như nhau. Chuyện thứ 20. Thiện nghệ. Có đứa cháu chuyên làm bơm nước và sửa máy. Thỉnh thoảng vợ chồng nó đến thăm bác. Bác nói với nó: Con à, mình tu hành không phải có thiện tâm thiện chí mà đủ, cần phải thiện nghệ nữa. Ví dụ như nghề làm của cháu, có thiện chí là làm hết lòng, có thiện tâm là không thừa cơ hội đập đổ. Nhưng nếu không thiện nghệ khiến cho máy sửa lẽ ra sử dụng được mãn mùa mà người ta đem về xài nửa chừng lại hư, thế nên không thiện nghệ thì mình vẫn phải còn thiếu nợ cuộc đời. Tu không chỉ có thiện tâm thiện trí thôi mà cần phải thiện nghệ nữa. Tóm lại á, người tu phải hướng về chân thiện mỹ trong mọi mặt nghe con. Chuyện thứ 21. Dở bẹt. Có người bạn đến nói với bác hai: Tánh tôi hễ thấy đồng đạo mà có thờ bà mẹ sanh thần tài là tôi đã kích kịch liệt à. Thậm chí ngay cả chỗ quen thân nữa, tôi còn dẹp luôn cho người ta. Không biết tôi làm vậy đúng hay sai? Bác trả lời: Tôi cũng không biết đúng hay sai nữa mà dở bẹt. Chuyện thứ 22. Chua ngọt. Trước đây có dạo bác nương ngụ trong một ngôi chùa xa hẻo lánh. Bác thường bực mình vì mấy đứa trẻ ngoài xóm vào chùa phá phách bẻ trộm cây trái. Chúng nó biết người tu không đánh đập hay thưa gửi gì nên quá lòng hành. Gặp người trong chùa chúng bỏ chạy, nhưng vắng người là chúng trở vô phá nữa. Giận quá bác thường mắng chúng là đồ quỷ phá nhà chay. Nhưng thôi, mình đã lỡ tu phải ráng nhẫn dằn. Một thời gian sau bác trở về quê. Chùa chỉ còn một ông trụ trì già yếu, không đủ sức dọn dẹp nên cây cỏ tùm trông rất điều hiu quạnh quẻ. Năm năm qua, một hôm có dịp đi ngang, bác ghé tạt vào thăm lại chùa xưa. Vừa vào đến sân gặp hai ba chú em đang làm cỏ. Chúng thấy bác đồng đứng dậy lên chào: À bác hai, thưa bác hai mới về. À bác hai mới về hả bác hai? Xem kỹ lại, đó là mấy thằng tiểu quỷ thường vào chùa phá phách thuở trước. Nay chúng đã 19-20 tuổi. Bác hỏi: Tụi bay làm gì đó? Dạ dọn cỏ rác quanh chùa chuẩn bị lễ rằm sắp tới đó bác hai. Ồ, tốt quá. Bác khen chúng và từ từ đi vào chùa, vừa ngâm nho nhỏ như để chính mình nghe. Chúa về bởi nó còn non, chín rồi sẽ ngọt không còn chua đâu.
Chuyện thứ 23, tính buông. Người bạn bác bán thuốc tây, anh cũng lo tu hiền. Một hôm gặp nhau, anh em hàn huyên một hồi, bỗng anh hỏi: "Anh hai à, anh nhắm chừng nào đời tới?" Đời tới có nghĩa là một biến cố lớn làm thay đổi tất cả, cũng có nghĩa là ngày tận thế. Bác bèn hỏi: "Chi vậy?" "Thì đặng coi gần tới để mình buông." Bác nói: "Chờ ăn không được mới buông, ai mà mang ơn. Muốn buông thì buông trước đi." Chuyện thứ 24, chủ nhân ông. Lần đó người bạn bác đang giảng đạo cho mấy cháu. Bác vừa bước tới, anh ấy nửa đùa nửa thật nói: "Ồ, hay quá, có ông quỷ cốc tiên sinh đây, nhờ ông giải nghĩa dùm câu này. Mấy sắp nhỏ nó hỏi, khó tìm cho gặp chủ nhân ông, vậy làm sao tìm?" Bác nói: "Ôi, thầy đã nói khó tìm, vậy tìm chi chỗ cực." Có người hỏi tiếp: "Không tìm rồi sao gặp bác hai?" Bác nói: "Thì mình làm chủ lấy mình dễ hơn." Chuyện thứ 26, thường niệm. Có chú em đến khoe với bác: "Bác hai, bác hai, dạo này con tu tinh tiến lắm bác. Ngày công phu ba thời, mỗi thời ngồi niệm Phật hơn 2 tiếng mới xả." Bác hai cười trả lời: "Vậy à? Còn người ta không ngồi mà cũng không xả." Chuyện thứ 27, đền tứ ân. Mấy cháu cư sĩ hỏi bác: "Tứ ân biết đền làm sao cho rồi hả bác?" Đó là câu hỏi của mấy cháu cư sĩ, và còn hỏi thêm là đền ân nào trước, ân nào sau. Bác trả lời rằng chuyện đời không khi nào rồi đâu, tứ ân cũng thế. Có điều đối xử nhau tất tình là rồi, còn việc trước sau không cần phải chọn lựa gì hết, gặp đâu làm đó. Thí dụ cha hay mẹ bị bệnh rất nặng, mình phải chạy đi mua thuốc khẩn cấp, nhưng khi chạy đến bờ sông, trước khi qua cầu, bỗng mình thấy đứa bé rớt xuống sông, rồi còn phải cân phân việc nào lớn việc nào nhỏ, làm trước làm sau hay sao. Không thể chậm trễ, phải nhào xuống vớt nó lên ngay. Không may lúc nhào xuống lại bị một cây cột ngầm đâm chết đi, không mua thuốc được, chẳng vớt được đứa bé, cũng chưa đem thân giúp ít nước non gì cả. Thế mà mình cũng trọn nghĩa ân, và mọi người ai cũng đều nghiêng mình trước kẻ dị nghĩa vong thân. Tất tình với nhau là rồi, chứ còn chuyện đời không bao giờ hết. Cũng có hai cháu ở một địa phương xa xôi, vùng đó ít ai tu hành, chỉ có hai đứa nó tu thôi nên thương nhau lắm. Một đêm nọ có tiếng la cháy nhà, thằng này chạy ra thấy nhà bạn nó bị cháy. Nó chạy bất kể chết sang tiếp cứu, rủi đụng phải cây dừa người ta kê bên đường để cưa. Nó té xỉu một hồi mới thở được, đau đớn vô cùng mà nó cảm thấy sung sướng vì đã hết lòng với bạn, mặc dù không tưới được gạo nước nào cả. Chuyện thứ 28, như một đam mê. Có người hỏi: "Bác hai ơi, đến giờ công phu ngán quá chừng à, làm sao cho đừng ngán hả bác?" Bác trả lời: "Thì hãy biến nó thành một đam mê thì hết ngán. Công phu cúng lại mà nhậm gì với việc đá banh, vậy mà người ta vẫn mê đến quên ăn á."
Hồi nhỏ, mỗi lần đang ăn cơm mà nghe ngoài sân tiếng đá bình bình là trong này tôi lua riết cho rồi. Không cần biết ngon lành gì nữa, lẹ đặng chạy ra đá banh. Đá banh đâu phải khỏe, lắm lúc mệt muốn đứt hơi, nhưng vì ham quá nên không có ngán. Cho nên phải biến công phu thành một đam mê, thời công phu sẽ vô cùng thích thú. Chuyện thứ 29, làm chuẩn. Có người hỏi: sao mình công phu mà trong lòng cứ nghĩ hết chuyện này đến chuyện nọ lăng xăng, làm sao cho nó yên chú hai? Bác nói: hồi đó tới giờ có thời công phu nào chú thấy vừa ý không? Nghĩa là khỏi phải kiềm chế gò ép mà lòng vẫn thanh thoát yên vui á. Dạ cũng có đôi khi á. Vậy thì ôn lại xem, hôm ấy làm sao mà tâm được an như vậy? Rồi cứ lấy cái đó làm chuẩn, giống như mình đóng đinh dưới nước, cứ nhịp nhịp đầu đinh cái nào đúng thì cứ theo đó làm chuẩn mà đóng tiếp thôi. Chuyện thứ 30, hối tiếc. Có ông bạn nhà bên cạnh đường, một tối nọ ông đang công phu trên gác, bỗng nghe tiếng than vãn dưới đường. Trời ơi, giờ này làm sao dám kêu cửa nhà ai để mượn ông bơm đây, biết có ai để hỏi không? Trong khi đó, nhà ông có ông bơm, ông cũng biết người ta đang ngặt lắm, muốn kêu cho mượn nhưng sợ lỡ dở thời công phu nên thôi. Công phu xong, ông mới thấy thời gian thừa thải làm sao, lòng cảm thấy hối tiếc tự trách mình. Phải lúc nãy mình ngưng công phu kêu cho mượn cái ống bơm, người ta mừng biết bao. Đây cũng là dịp để mình tu, để mình thể hiện tinh thần đạo đức ban vui cứu khổ. Rồi bây giờ mặc sức mà công phu đến sáng cũng được. Nghe xong, bác hai nói: chú suy tư như vậy là tiến bộ lắm, chắc chắn lần sau sẽ không để dịp mai trôi qua khỏi phải hối tiếc như vậy nữa. Chuyện thứ 31, giả trên. Có một đứa cháu đến thăm bác và nhờ bác chỉ dạy phương pháp tu hành. Bác nói: cháu ghé thăm bác, bác cảm ơn. Còn việc tu hành á, xem kinh giảng mà tu. Bác hai cũng xem kinh để mà tu đó. Nó nài nỉ: bác hai ơi, ngặt con còn kém quá à, không phân biệt được giả trên. Thôi đừng bày đặt phân biệt, bỏ giả tiền chân lu bu lắm. Có điều cháu nên nhớ là ngoài cái giả không có cái chân. Đứa cháu suy nghĩ một lát rồi nói: con hiểu câu đó. Bác thí dụ: thì thân mình là giả thân, thân cha mẹ cũng là giả thân. Thế mà đem giả thân này hết lòng phụng sự cho giả thân của cha mẹ, cái hiếu đó không có giả, nó có sức cảm động đến đất trời. Hay trái lại, đem giả thân này ở tệ bạc với cha mẹ, cái bất hiếu đó không giả nghe, tội đọa đến địa ngục A Tỳ á. Một thí dụ nữa nè, như là mình đem đồng tiền bát gạo giúp cho kẻ khốn cùng đói khó, thân kẻ đó là giả thân, của mình là giả của, vậy mà cái phước đó không giả nghe. Kinh có câu: trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Ngoài cái giả không có cái chơn, hay là mình nói trong cái giả có cái chơn cũng vậy luôn.
Chuyện thứ 32, đúng hay sai? Có chú hỏi: hằng ngày ăn chay, công phu, lạy Phật, xem kinh, niệm Phật, tham thiền, vậy đúng hay sai hả bác hai? Đây là câu tiền đề dọn đường cho một câu phản đề khác mà nó sẽ hỏi sau. Bác hai trả lời: mấy điều chú em nói đó cái nào cũng rất đẹp, hằng ngày làm được mấy điều trên là quý lắm rồi. Nhưng hãy xét lại lòng mình xem có bình an thoải mái không, và trí tuệ có minh mẫn không. Bác chỉ nói đến tới minh mẫn thôi chứ không nói đến phát huệ. Nếu lòng mình bình an thoải mái thì trí tuệ minh mẫn là đúng. Ngược lại hằng ngày vẫn làm như trên mà lòng còn u buồn rây rứt, trí tuệ còn mờ mịt là còn sai. Hãy tự tìm mà sửa lấy. Dụ như cái máy mới sửa, thay toàn bộ cái gì cũng tốt cả, nhưng quay không nổ. Hoặc nổ mà không có êm, vậy là còn sai, còn trục trặc cái gì đó, phải chỉnh lại cho đúng nó mới êm. Bác không biết chú nó định hỏi gì, nhưng khi trả lời như vậy, hình như chú ấy thỏa mãn không hỏi thêm nữa. Chuyện thứ 33, rút lui lẹ lẹ. Có lần bác ghé nhà người chị thăm chơi, cơm sáng xong bác khiếu về. Chị ấy nói: mới ăn cơm rồi không nói gì hết, về sao? Bác trả lời: để tôi nói chuyện này cho chị nghe. Bữa đó có hai cô gái đi đằng trước, anh bạn tôi đi sau. Nghe mấy đứa nó nói với nhau: mày nữa có chồng, chỗ nào bà già ăn chay trường mày bái tổ rút lui lẹ lẹ nghe. Thì cái cô kia mới hỏi là sao vậy? Cô nọ trả lời: thì mấy bạn trai trường có vàng trời mây đi. Kể đến đây bác hai nói với chị chủ nhà: thôi để tôi rút lui lẹ lẹ nghe. Chị cười đáp: dạ được, chuyện kể đó đủ bữa cơm rồi. Chuyện thứ 34, nên theo câu nào? Một nữ cư sĩ hỏi bác: bác hai, kinh có câu rằng sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì mới được tòa chương dựa kế. Chỗ khác lại có câu: tu không cần lạy cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa dậy thì mới mau. Vậy phải theo hai câu nào mới đúng? Bác trả lời: theo hai câu sau mới chánh, còn sự công phu lễ bái chỉ là điều phụ thuộc. Cúng với lại khó trừ cho đặng, nó là điều phụ thuộc để nhắc nhở mình nhớ bổn phận mà thôi. Tóm lại phải theo hai câu sau, nhưng mà nên xét kỹ nghe. Có làm biến thì phải sửa ngay, ngồi đâu cũng sửa, làm vậy á. Cô nói: vậy là không thể bỏ câu nào cả. Chuyện thứ 35, cháu phụ tôi rồi. Một hôm nói chuyện với các cháu về cái khổ nằm ở trong lòng mình, khỏi phải lo đổi thay ngoại cảnh, rồi bác đưa ra câu chuyện rằng bác có một người bạn mang một nỗi khổ tâm cực kỳ nghiêm trọng về vấn đề gia đình. Anh quyết định tự vận. Đêm ấy anh viết thư tuyệt mạng xong, vừa bưng ly độc dược lên uống, anh chợt nhớ đến mấy người bạn cư sĩ ở núi Cấm. Anh liền nghĩ lại: thôi, kể như mình đã uống và đã chết rồi, mai đi tu quách cho xong, ai làm gì đó thì làm. Hạ quyết tâm xong, lòng anh rất yên ổn. Sáng hôm sau anh lên núi Cấm tu. Xế chiều anh em kéo nhau lên vồ Bồ Hông ngồi nhìn xuống núi. Anh nói: hồi hôm nếu tôi uống ly nước đó thì bây giờ đã chôn cất xong rồi, ai về nhà nấy, riêng tôi thì phải nằm với lòng đất lạnh. Hay, việc đời thì vẫn cứ trôi qua. Kể xong bác kết luận: nỗi khổ đến tự vận không phải là nhỏ, vậy mà anh chỉ đổi quan niệm thôi. Anh xem như mình đã chết rồi, tự nhiên anh hết khổ, bước sang một giai đoạn khác như là trở bàn tay. Ơi, thật ra cái khổ nằm trong lòng mình chứ không nằm trong cảnh. Trường hợp của anh bạn trên hoàn cảnh vẫn còn y mà ảnh còn được yên tâm nữa. Ngay lúc đó có một cháu cư sĩ lẹ miệng nói: thì mượn cảnh tịnh cho lòng thanh tịnh,
chưa phải là chân chánh pháp môn. Ông ấy tu như vậy có đúng không bác? Bác bèn than: Trời ơi, vậy là cháu phụ tu rồi. Chuyện thứ 36, sống như lục bình. Một hôm bác ghé thăm chú Tám, người bạn cư sĩ. Gặp bác, chú liền than phiền: Hơi thiệt tình, bây giờ không biết sống làm sao cho yên nữa, hết gặp chuyện này rồi tới chuyện nọ. Bác nói: Thôi sống như lục bình vậy, có trôi đâu tấp đâu hay kệ. Lục bình đâu có quyền đòi hỏi một bến đỗ an toàn. Chỉ một lượng sóng nhỏ, một làn gió nhẹ cũng đủ làm nó tan tác. Vậy mà nó vẫn nảy nở và trổ bông được à? Vậy là nó đã thể hiện được sức sống của nó rồi. Còn mình sống giữa biển trần đầy sóng gió cũng vậy, đâu ai chịu cho mình một bến đỗ an nhàn. Ơi thôi thì kiếp phù sinh có truân chuyên trôi dạt thế nào cũng mặc, điều quan trọng là làm sao tâm hồn mình trưởng thành và thăng hoa là được rồi. Chuyện thứ 37, sao không bền. Có một đồng đạo hỏi: Sao có người tu hạnh rất cao, thấy dễ nể luôn, rồi ít lâu sau lại sa ngã bỏ đạo? Bác đáp: Không cánh mà tung mình lên để bay thì phải rớt thôi. Có người tu thiệt là tinh tấn, ít lâu sau lại lùi sụt giải đãi. Sao vậy? Đi nhón gót thì đi chơi được ít vòng, chứ đi lâu dài sao được, phải không? Chuyện thứ 38, giọt nước cành dương. Một vị nữ tu xuất gia ở chùa, cô bị đau tim, con nhà nghèo, học vấn kém. Cô hay tủi thân, mặc cảm vô phước nên cứ buồn khóc hoài. Đồng đạo khuyên lơn, cô lại càng khóc nhiều hơn. Một hôm, sư Giác Thành đến chơi, cô trụ trì trình bày sự tình và dẫn cô ra nhờ sư khuyên giùm. Biết đâu có duyên giúp cô bớt khổ được. Sư Giác Thanh nói với cô ấy: Khóc được cứ khóc, mà thay vì khóc cho bản thân mình nên khóc giùm cho kẻ khác, mình sẽ hết khổ. Sự thật dù định mệnh có khắc khe đến đâu, nhìn kỹ xung quanh mình vẫn còn có biết bao nhiêu người đáng khóc hơn, đau khổ hơn. Khóc thương cho kẻ khác, cháu sẽ được niềm vui. Nhìn ra sân chùa thấy tượng Quan Thế Âm lộ thiên, tay cầm tịnh bình, tay cầm nhành dương liễu, sư Giác Thanh nói tiếp: Giọt nước mắt vị tha là giọt nước cành dương, nó rưới tan những ưu sầu phiền não. Còn giọt nước mắt khóc cho bản thân là giọt lệ đắng cay. Tánh hay khóc thì khóc giùm cho người ta, mình sẽ hết khổ con ạ. Ít lâu sau có mấy cháu gái gặp sư Giác Thanh cho hay: Nhờ khuyên mà cô ấy dạo này bớt khóc nhiều lắm rồi, cổ mừng lắm. Chuyện thứ 39,
tại sao phải tu? Có người hỏi: Bác hai, bác hai, kinh có câu nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành, vậy sao ta phải tu bác hai? Bác trả lời: Câu đó không phải để tìm giải đáp chung, mà mỗi người nên tự hỏi và tự trả lời. Câu trả lời cũng thay đổi theo hoàn cảnh và trình độ tiến hóa của mỗi cá nhân. Có người buồn việc nhà, thất vọng hoặc sợ tận thế rồi phát tâm tu. Như bác hai nè, vì bị bệnh lao phổi tuyệt vọng mới tu. Rồi thời gian qua, lời giải đáp cũng thay đổi theo sự trưởng thành của mình. Bây giờ bác hai tu không vì tuyệt vọng nữa, mà thấy đường tu rất đẹp, tu là hạnh phúc, cho nên vẫn theo đuổi việc tu hành. Và nếu ngày mai trưởng thành hơn nữa, câu trả lời sẽ khác và xác thực hơn. Chuyện thứ 40: Hơn ở học nhiều. Có mấy cháu tìm đến học hỏi kinh nghiệm tu hành với bác hai. Bác thường nói: Thật ra bác không có giỏi gì hơn mấy cháu đâu. Có chăng bác hơn ở chỗ bác học với mấy cháu nhiều hơn mấy cháu học với bác. Mấy đứa cháu hơi hoài nghi lời nói đó, nhưng đó là sự thật. Cái khôn ngoan hay cái sai lầm quê dốt của kẻ khác đều là bài học quý cho mình, có điều cần phải nhận ra được những bài học ấy. Nhận được cái ngu là khôn, nhận được cái quấy là phải. Chuyện thứ 41: Xịt sâu tội không. Hồi trước lúc còn ở chùa Từ Quan, bác có làm 4 công lúa thần nông. Có cô cư sĩ đến hỏi: Anh làm lúa có xịt sâu không? Có chứ. Xịt vậy có tội không? Tội chứ, mình giết người ta mà. Tội sao anh làm? Không làm để người khác làm mình ăn, đã có tội mà còn thêm tánh xấu nữa, là tánh ăn gian đó. Chuyện thứ 42: Mình hay ma. Có bà già đau mê man mấy ngày rồi tỉnh lại. Bà nghe người xung quanh bàn tán rằng có người chết rồi bị ma nhập xác, sống lại ăn uống thời gian, chừng ngã ra chết là sình lên rồi lúc nhúc. Thế nên bà bàng hoàng ngờ vực, lo ngại, không biết mình đây là người hay là ma quỷ nhập. Thậm chí con cháu về đêm cũng ơn ớn bà nữa. Bà đem tâm sự tham giảng với bác. Bác giải thích: Nếu chị biết sợ, vậy chị là chị chứ ai. Nói vậy mà thấy bà vẫn chưa yên tâm, bác đổi lối dẫn dụ khác. Thôi kể như mình là ma đi. Ma hay quỷ không phải là vấn đề, miễn mình còn biết niệm Phật, còn sợ tội phước, lo tu hành, vậy là đủ rồi. Kinh có dạy: Dỗ tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Như vậy dù mình là người hay ma quỷ cũng chẳng sao, miễn người còn biết tu hiền niệm Phật là được rồi. Nghe tới đó, bà mỉm cười có vẻ an tâm lắm. Chuyện thứ 43: Nói lại cho đúng.
Có cháu cư sĩ thường đến mua sách ở một sạp bán sách giảm giá tại thành phố và quen thân với chủ sạp. Một hôm nó đến đó tìm mua sách, chợt có người khách cũng quen với chủ sạp ghé vào. Gặp nhau họ bàn bạc về vấn đề tôn giáo một hồi. Cuối cùng người khách nói: Đạo Phật là chủ trương làm lành. Chủ sạp bác lại: Không, đạo Phật không chủ trương làm lành. Câu chuyện đến đây thì người khách cứu đi. Cháu cư sĩ về nhà trọ mà lòng cứ mãi bức rứt. Đến sáng, thay vì ra bến xe miền Tây, nó quay lại sạp sách hôm qua. Chủ sạp hỏi: Ủa, anh bảo hôm nay về sao còn trở lại? Cư sĩ đáp: Hôm qua nghe anh nói với ông khách bàn luận về đạo Phật chủ trương và không chủ trương làm lành đó, tôi chưa có thỏa mãn, vì nói như vậy chưa có đủ. Người bán sách hỏi: Vậy thưa anh phải nói làm sao mới đủ? Theo tôi đồng ý với anh là đạo Phật không chủ trương làm lành, nhưng hãy làm ra đều là làm lành cả. Người bán sách tươi cười gật đầu tỏ ý rất hài lòng. Cháu cư sĩ nói tiếp: Vậy là mai tôi có thể về rồi. Chuyện trên được kể lại cho người bạn bác hai nghe. Anh ấy nói: Tôi cũng vậy, có lần trả lời lỡ một câu mà không ngủ được. Hôm ấy có mấy cháu gái đến thăm tôi, nó than vãn việc làm ăn thất bại lỗ lã và nói sự tổn thất nhiều mặt nặng nề do sự túng quẫn gây nên. Chúng nó mới kết luận mất tiền là mất tất cả. Bác hai trả lời: Và câu chuyện kết thúc. Trời tối mấy cháu về nhà quen nghỉ, còn lại một mình bác ôn câu chuyện đàm luận với mấy cháu ban nãy. Bỗng nhớ lại việc mình tán thành câu nói mất tiền là mất tất cả là sai rồi. Thế là bác ngủ không yên. Khoảng 4 giờ sáng, bác chống dậy lần mò đến nhà quen mà mấy cháu nghỉ trọ để đính chính. Gặp chúng nó, bác nói: Câu nói mất tiền là mất tất cả mấy cháu hỏi đêm qua, bác vậy là sai, không có đúng đâu. Mà chỉ có mất đạo mới là mất tất cả. Nói xong, bấy giờ lòng bác mới được yên. Chuyện thứ 44, không hết tham. Có đạo hữu hỏi: Sao tu hoài không thấy tiếng, không hết tham? Bác trả lời: Bởi vì không trao sửa tấm lòng, chỉ đổi đối tượng nên tu hoài cũng vậy. Hồi chưa tu thì ham quyền thế tiền của, bây giờ tu rồi thì tham phước đức, mong cho mau thành Phật thành tiên. Đó cũng là lòng tham thôi. Đổi đối tượng chứ không đổi lòng tham, có khi còn tham hơn nữa. Vậy nên tu hoài mà không hết tham là vậy. Chuyện thứ 45, khổ nhất trần gian. Bác làm quen với mấy cháu làm giáo viên. Tụi nó thuật có một cô ở gần nhà luôn than vãn: Tôi là người khổ nhất trần gian. Bác cũng không hỏi xem khổ cái gì mà dữ vậy. Ít lâu sau, có dịp bác ghé lại đó chơi, mấy cháu nói: Cái cô mà có lần tụi con nói với bác là khổ nhất trần gian đó, bây giờ hết khổ nhất rồi. Sao vậy? Dạ bởi có lần cổ đi vô miệt đồng bên dưới kinh, tại đó có chiếc xuồng cà rèm của hai vợ chồng nghèo lắm. Người vợ còn ôm con đỏ hỏn à, mà họ cứ cắn đắng gây gỗ nhau luôn. Tối nọ không biết xảy ra chuyện gì mà ông chồng đánh chửi bà vợ thậm tệ rồi đuổi lên bờ. Còn hăm he, nhà nào mà chứa vợ ổng, ổng sẽ phá nhà đó luôn. Bà vợ phải ngồi ôm con dưới gốc cây mà khóc suốt đêm á bác. Cho nên cổ thấy xong rồi cổ nghĩ, người ta thân phận đàn bà như cổ mà vô phước quá, đang nghèo đói khổ sở mà còn gặp ông chồng chẳng ra gì, lỗ mãn vũ phu không tình nghĩa gì hết. Cổ thông cảm và xót thương người đàn bà kia. Cổ nghĩ là cổ có đem tiền theo cổ sẽ giúp đỡ phần nào. Thì ra gặp cảnh đó nên bây giờ cổ thấy cổ khổ nhì rồi bác.
Nhân đó bác nói nhắn với mấy cháu bảo cô ấy nhìn xuống một chút sẽ bớt khổ, cứ nhìn lên mấy bà hoàng hoài thì khổ nhất à. Chuyện thứ 46. Đạo Phật ở đây nè. Một hôm ở chùa Từ Quang, mấy cháu thanh niên ngồi xung quanh nền mộ thầy phó đàm luận đạo đức. Cùng lúc đó có một cháu đang lăn phi săn ì ạch, đến khi dựng đứng phi lên nó nhấc không nổi. Bác hai chạy lại tiếp nhưng cũng không kham, vì sức bác con nhầm gì đâu. Bác vỗ vào phi săn bình bình rồi nói lớn: Đạo ở đây nè, mấy đệ lại đây tu. Chuyện thứ 47. Lỡ dịp lên thiên đường. Lần đó bác đạp xe lên Long Xuyên, phía bên kia lề đường gần cầu Rạch Gòi, thấy một người đang bơm xe Honda, một tay thì bơm, một tay thì giới vịn cái dồi xe, trông khó khăn lắm. Bác muốn chạy qua vịn giùm cái dồi cho ông ấy bơm, mà xe trên cầu cứ đổ xuống dốc ồ ạt, rất khó qua. Bác đành đạp xe đi luôn. Đi đã khá xa mà trong lòng vẫn còn day dứt. Bác tự nghĩ, phải lúc nãy mình quyết định không ngại khó, qua giúp người thì đẹp biết mấy. Chuyện dù không đáng nhưng thể hiện được tình người. Sự tương trợ đúng lúc cần, dù nhỏ lớn cũng là niềm vui vô hạn. Hôm nay mình đã bỏ lỡ một dịp lên thiên đường rồi. Chuyện thứ 48. Mỗi ngày một bài nguyện mới. Một hôm bác công phu xong, nảy ra một ý nghĩ, bèn nói với người bạn ở chung nhà: Lẽ ra mỗi ngày mình phải có một bài nguyện mới. Mới ở đây không phải là đặt ra bài nguyện khác, mà là khi đọc bài nguyện, lòng mình phải thiết tha như mới phát nguyện lần đầu vậy, chứ không phải nguyện như học trò trả bài. Chuyện thứ 49. Niệm Phật bản lai. Có cô ở Long Xuyên nói với bác: Anh hai giải dùng thế nào là niệm Phật bản lai? Tôi nghe thấy huynh kia bảo xây cái niệm vô trong làm sao đó mà tôi không hiểu nổi. Bác trả lời: Tôi không biết niệm theo lối đó. Chừng bác chiếu về, cô ấy nói: Mua bán nhiều lúc cũng phiền ghê, cúng xong ngồi niệm Phật cũng không yên, người ta cứ kêu mua đồ hoài à, vừa xá ra bán mới ngồi lại thì người khác kêu nữa. Mà nghĩ cho cùng á, cũng tại mình bài buôn bán cho nên mới có cảnh này chứ sao. Nhưng tôi trong cảnh mẹ quá con côi mà làm ruộng, làm sao nuôi con ăn học nổi. Nghe cô than như vậy, bác nói: Hồi sáng cô hỏi việc niệm Phật bản lai tôi không trả lời, vì thật ra tôi không biết cái vụ niệm xoay vô xoay ra làm sao đó. Còn bây giờ để tôi nói niệm Phật bản lai cho cô nghe nha. Mỗi khi niệm danh hiệu Phật, cô phải nhớ luôn đến đức từ bi hỷ xả của Phật, để lòng mình nương theo đó mà được thanh tịnh, mà ứng dụng tinh thần từ bi ấy vào trong đời sống. Cho dù người ta có kêu lúc cô đang niệm Phật, cô cứ lấy lòng từ bi hỷ xả ra để xử sự tiếp đãi vui vẻ, mua bán nói năng,
chẳng những có tình có nghĩa mà việc làm ăn cũng phát đạt. Bán xong mình tiếp tục niệm nữa, như vậy vừa niệm Phật vừa có lợi. Nếu chấp ở chỗ tiếng niệm Phật phải dính liền, có người kêu tức bị đứt đoạn, còn niệm Phật như trên thì không bị đứt mà còn có lợi ích thiết thực nữa. Sau này trên Chắc Cà Đao có vợ chồng chú Út, họ rủ nhau tu kình. Khuya ông công phu xong ngồi niệm Phật, còn Thím Út phải gánh rau cải ra chợ bán. Thím nghĩ buồn vì thân phận đàn bà thua thiệt quá. Có một cháu biết câu chuyện niệm Phật bản lai nói trên, đem thuật lại cho Thím Út nghe. Từ đó Thím hoan hỷ lắm. Khuya Thím vui vẻ gánh cải ra chợ bán. Thím còn nói thầm, sau này Thím có thuật lại với ông chồng rằng, ông ngồi đó niệm Phật, ông niệm Phật chưa chắc gì ai nhờ, chứ tôi ra chợ niệm Phật người ta nhờ tôi lắm đó. Công việc không đổi, chỉ cần đổi quan niệm mà từ thua trở thành thắng. Cái bức rứt đổi ra vui vẻ nới nang nhường nhịn, được ưa mến và đắt hàng. Chuyện thứ 50, nhẹ lách. Hôm nọ bác đi xe đò, chật quá phải ngồi trên mui. Bác thấy một con gà mái đang bươi ăn giữa lộ. Xe tới nó quảng chạy, nhưng chạy xuôi chiều xe. Khoảng cách giữa gà và xe cứ thu ngắn dần, 4 mét, 3 mét, rồi 2 mét. Thấy gà sắp bị xe cán chết đến nơi, bỗng nó tạt ngang vô lề, xe chạy rớt. Nó đứng tỉnh bơ như không việc gì cả. Bác suy tư, trong đời thường của chúng ta cũng vậy. Với các cuộc đấu tranh vô cùng phiền lụy, ta chỉ cần nhẹ lách qua bên là được yên ổn ngay.